So we are in Garden Grove, California, in Orange County, at the Flower and Night Market for Lunar New Year. So there's supposed to be some shops and some flowers and food stands and dragon dances and all kinds of really cool stuff. So let's see what we find. Xuân ơi xuân đã về, con núi vừa đào vườn ngày xuân đến. Xuân ơi xuân đã về, tiếng chuông kêu thưa mừng đón mùa xuân. Xuân ơi xuân đến rồi, cánh em mới về cho tìm mình nào nức. Xuân ơi xuân đến. We are in the food market and we just got some lobster tail. So good. Grilled on the grill. And we also just had some corn on the cob. It was a little bit different. It was like coated in oil and then coated with chopped green onions. Oh, and super yummy as well. Sweet treat dessert. Awesome. Xuân ơi xuân đã về, con núi vừa đào vườn ngày xuân đến. Xuân ơi xuân đã về, tiếng chuông kêu thưa mừng đón mùa xuân. Xuân ơi xuân đến rồi, cánh em mới về cho tìm mình nào nức. Xuân ơi xuân đến rồi, những đôi vai chào mừng xuân sang. Ngày em ba một chút yên lành, đất nước ấm hoa yên ấm an vui. Bao em thơ veo mấy tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân ơi xuân đã về, kính chúc một người vừa điều mong được. Hey!